Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin: giáo sư âm nhạc, nhà giáo nhân dân Vũ Hướng, bố MC Anh Tuấn qua đời. Trên trang cá nhân, MC Anh Tuấn viết: tạm biệt bố, nghệ sĩ nhân dân Vũ Hướng. Xác nhận với Tiền Phong, MC Anh Tuấn cho biết bố anh, nhà giáo nhân dân, giáo sư âm nhạc Vũ Hướng đã qua đời. Theo nam MC chia sẻ, bố của người rất vĩ đại trong mắt anh. Dưới bình luận của bài đăng, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp gửi lời chia buồn tới MC Anh Tuấn cùng gia đình. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân buồn ngùi tiếc thương: em xin chia buồn cùng anh và toàn thể gia đình, vẫn nhớ hình ảnh bác mỗi lần ở khoa, ở trường. Vẫn rất giản dị, điềm đạm và hết lòng với chuyên môn và sự nghiệp giảng dạy, vẫn nhớ bác mỗi lần xuất hiện trong các hội đồng chấm thi v.v. Vĩnh biệt bác, một nghệ sĩ tài tâm đức vẹn toàn, mong anh mạnh mẽ vượt qua nỗi mất mát lớn này ạ. Cầu mong bác về nơi Tây Phương cực lạc. Nhiều đồng nghiệp như MC Huyền Châu, Mỹ Vân gửi lời chia buồn: em xin gửi lời chia buồn tới anh và gia đình ạ. Thành kính, phần ưu. Giáo sư âm nhạc, nhà giáo nhân dân Vũ Hướng sinh năm 1934, quê ở Hà Nội. Theo thông tin của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông tham gia hoạt động nghệ thuật từ nhỏ. Năm 1956, ông theo học trường âm nhạc Việt Nam. Năm 1958, giáo sư Vũ Hướng theo học tại Bulgaria và tiếp tục học nghiên cứu sinh tại Nhạc viện Quốc gia Bulgaria sau đó vài năm. Năm 1982, ông trở về làm giảng viên đại học, rồi phó giám đốc phụ trách đào tạo của Nhạc viện Hà Nội. Năm 1984, tiếng đàn của ông được người thưởng thức đánh giá cao khi độc tấu, hòa tấu cùng dàn nhạc lớn nhỏ trong nước và ngoài nước. Ông là người Việt Nam đầu tiên được nhận huân chương Kizimete Tôi hạng nhất, ghi nhận những đóng góp to lớn của giáo sư cho sự phát triển quan hệ hai nước trong lĩnh vực văn hóa do đích thân Tổng thống Bulgaria ký tặng năm 2011. Bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.